Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine hôm nay có những nội dung sau đây. Lính dù Nga đột kích xóa sổ thành trì của Ukraine tại Bakhmut. Ukraine tiết lộ sản xuất số lượng máy bay không người lái khủng. Mỹ tuyên bố có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của Ukraine. Dộ thông tin cho rằng châu Âu bắt đầu tính chuyện Nga sẽ thắng ở chiến trường Ukraine. Nga phạt Google gần 51 triệu đô la vì thông tin sai về chiến dịch ở Ukraine. Không còn lợi thế đối trọng với Nga, Ukraine khó có cơ hội biến nguy thành cơ. Bây giờ là tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga ngày 20 tháng 12 cho biết lực lượng lính dù nước này đã đột kích thành trì quân sự của Ukraine ở phía tây bắc Bakhmut thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 20 tháng 12 cho biết lực lượng lính dù của nước này đã đột kích thành trì quân sự của Ukraine ở phía tây bắc Bakhmut thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Tuyên bố của bộ này nêu rõ, ở hướng Donetsk, các đơn vị tấn công của lính dù Ivanovo thuộc nhóm chiến đấu phía Nam tiếp tục cải thiện tình hình dọc chiến tuyến với sự hỗ trợ của hỏa lực pháo binh đã xông vào một cứ điểm ở phía tây bắc Bakhmut. Theo đó, trong quá trình trinh sát các vị trí của đối phương, lính dù đã phát hiện ra các điểm kiểm soát và nơi đặt vũ khí. Tiếp theo, họ điều lực lượng pháo binh trấn áp hỏa lực chính của Ukraine, làm gián đoạn hệ thống điều khiển của đối phương. Đơn vị vận hành máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất đã xác định và phá hủy các mục tiêu. Tiếp theo, quân đội Nga nhanh chóng bao vây từ nhiều hướng và chiếm giữ các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine, tiến hành quét sạch thành trì đối phương. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết có 89 cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine trên khắp mặt trận trong ngày 20 tháng 12. Tình hình hoạt động ở phía đông và phía nam Ukraine vẫn khó khăn, theo hãng thông tấn Ukrinform. Trong ngày 20 tháng 12, lực lượng Ukraine đã ngăn chặn 29 cuộc tấn công của Nga ở tả ngạn sông Dnipro ở tỉnh Kherson. Kiev nói rằng Moscow vẫn chưa từ bỏ ý định đánh đuổi quân Ukraine khỏi khu vực này. Trong ngày qua, máy bay Ukraine đã tấn công 16 khu vực tập trung quân nhân, vũ khí, thiết bị và hệ thống tên lửa phòng không của Nga. Lực lượng phòng không Ukraine cũng đánh chặn tên lửa hành trình dẫn đường KH-59 của Nga. Trong tháng 12, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine tuyên bố sản xuất khoảng 50.000 máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất. Đồng thời, Ukraine cũng đang lên kế hoạch sản xuất hàng nghìn máy bay chiến đấu không người lái tầm trung và tầm xa vào năm tới. Ông Oleksandr Kamysin, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine, trong một bài đăng trên Telegram hôm 20 tháng 12 cho biết, phát biểu tại cuộc họp ở Kiev hôm 19 tháng 12, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ sản xuất 1 triệu UAV vào năm tới. Cần lưu ý rằng 1 triệu UAV được nhắc tới thuộc dòng UAV FPV. Riêng trong tháng 12 này, chúng tôi sẽ sản xuất hơn 50.000 chiếc như vậy. Ngoài loại máy bay không người lái nhỏ dùng để tấn công nhân lực và trang thiết bị của đối phương ở tiền tuyến, Bộ trưởng Oleksandr Kamysin còn công bố sản xuất loại máy bay lớn hơn để tấn công sâu vào hậu phương. Ngoài máy bay không người lái FPV, chúng tôi có đủ điều kiện để sản xuất hơn 10.000 máy bay chiến đấu không người lái tầm trung và hơn 1.000 máy bay không người lái với tầm hoạt động hơn 1.000 km vào năm tới. Ông Oleksandr Kamysin nhấn mạnh. Theo Bộ trưởng Oleksandr Kamysin, tất cả các cơ sở sản xuất đã sẵn sàng hoạt động và những hợp đồng sản xuất máy bay không người lái cho năm 2024 đã được ký kết. Được biết, trước đó vào hồi tháng 11, tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu, ông Oleksandr Kamysin cũng từng tiết lộ rằng ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã đưa vào sản xuất hàng loạt máy bay không người lái cảm tử và lưu ý đây là những máy bay không người lái mới chưa từng được Kiev công khai trước đây. Và chúng có nhiều đặc điểm tương tự như UAV Shahed của Iran. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Washington có chiến lược rõ ràng cho tương lai của Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh, năm 2023 là một năm đầy thử thách khi Mỹ phải tìm cách giải quyết các vấn đề ở Ukraine, Gaza và các nơi khác. Chúng tôi có một kế hoạch rất rõ ràng để đảm bảo rằng Ukraine có thể tự đứng trên đôi chân của mình về mặt quân sự, kinh tế, dân chủ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu trong cuộc họp báo cuối năm tại Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 20 tháng 12. Ông Blinken cũng đề xuất giải phóng viện trợ tài chính bổ sung cho Ukraine để Kiev có thể đáp ứng những thách thức trước mắt. Chúng ta phải giúp Ukraine vượt qua giai đoạn tiếp theo, vượt qua mùa đông này, vượt qua mùa xuân và mùa hè, ông Blinken nói. Theo Ngoại trưởng Mỹ, Ukraine cũng có kế hoạch riêng của nước này.
ông cảnh báo nguồn tài chính viện trợ cho Kiev ngày càng khó khăn khi gói viện trợ mới đang bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ. Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh, năm 2023 là một năm đầy thử thách khi Washington phải tìm cách giải quyết loạt vấn đề ở Ukraine, Gaza và các nơi khác. Trong bối cảnh đó thì xuất hiện những dấu hiệu ngày càng rệu rã, đặc biệt là trong số các đảng viên Cộng hòa, khi không muốn tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm với Nga. Áp lực từ các đảng viên Đảng Dân Chủ và thậm chí cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến nay đã thất bại trong việc thuyết phục các thành viên Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Đảng Cộng hòa yêu cầu Nhà Trắng phải đồng ý với các điều khoản về an ninh biên giới như điều kiện để chấp nhận thỏa thuận. Nếu không được Quốc hội Mỹ chấp thuận, Ngoại trưởng Blinken cảnh báo rằng viện trợ tài chính của Mỹ cho Ukraine sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Ông Blinken nói, sự hỗ trợ mà chúng tôi dành cho Ukraine đang cạn kiệt. Chúng tôi gần như hết tiền và chúng ta sắp hết thời gian. Ngoại trưởng Blinken cũng tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực khuyến khích các nước khác hỗ trợ tài chính cho Kiev và đảm bảo Nga sẽ hứng chịu thất bại chiến lược từ hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tình trạng bế tắc trong nguồn viện trợ từ Mỹ vào châu Âu khiến các đồng minh của Ukraine tính đến điều mà họ lâu nay ít nghĩ đến, đó là Nga có thể giành chiến thắng ở Ukraine. Ngoài những hậu quả mà Ukraine có thể sắp phải đối mặt, các đồng minh châu Âu đã bắt đầu âm thầm tính đến tác động đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sau cuộc xung đột quân sự lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết. Những người này nói rằng thất bại của Ukraine sẽ gây ra tác động khắp thế giới, khiến các đối tác và đồng minh của Mỹ hoài nghi về lời hứa sát cánh của Washington. Theo những người này, tác động từ việc Mỹ bỏ rơi Ukraine sẽ sâu sắc hơn nhiều so với sự kiện Mỹ rút quân khỏi Afghanistan năm 2021. Điều đó chưa kể khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 năm tới để thực hiện các cam kết công khai của ông về việc rút khỏi những liên minh lớn, bao gồm cả NATO, và đi đến thỏa thuận với Nga về vấn đề Ukraine. Nếu Ukraine không nhận được sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu EU và Mỹ, Nga sẽ thắng. Thủ tướng Ireland Leo Varadkar phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào tuần trước, nơi các lãnh đạo châu lục không vượt qua được sự phản đối với gói hỗ trợ 50 tỷ euro, tương đương với 55 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong năm tới. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev vào ngày 19 tháng 12, Tổng thống Ukraine Zelensky phủ nhận ý kiến nói rằng Ukraine đang bắt đầu thua trên chiến trường. Ông vẫn nêu ra những tiến bộ mà quân đội Ukraine đã đạt được từ những ngày đầu của cuộc xung đột và sự hỗ trợ mà ông nhận từ các đồng minh, đồng thời khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ nhượng bộ và quyết chiến đến cùng. Một tòa án ở Nga đã phạt tập đoàn Google của Mỹ số tiền 4,6 tỷ rúp, tương đương 50,84 triệu đô la, với cáo buộc đăng tải thông tin sai về chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine. Theo hãng tin TASS, Google bị phạt hôm 21 tháng 12 sau khi kiên quyết không xóa cái gọi là thông tin giả mạo về cuộc xung đột ở Ukraine và các chủ đề khác. Chính quyền Nga đã xung đột với các công ty công nghệ nước ngoài về nội dung, kiểm duyệt, dữ liệu và đại diện địa phương trong một cuộc tranh chấp nảy lửa gia tăng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Hãng tin RIA cho biết, án phạt cũng bao gồm nguyên nhân do Google không xóa nội dung cực đoan và việc phân phối cái mà Nga gọi là tuyên truyền LGBT, cộng đồng những người đồng tính. Hiện Google chưa phản hồi, đề nghị bình luận về phán quyết trên của Nga. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên tập đoàn này bị phía Nga phạt như thế này. Google và cả YouTube đã nhiều lần bị phạt vi phạm luật hành chính khi hoạt động ở Nga, nhất là kể từ sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hồi tháng 8, tòa án ở Nga cũng phạt tập đoàn Google 3 triệu rúp, tương đương với 32.000 đô la Mỹ, vì không xóa thông tin sai lệch về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, cũng như những thông tin bị cấm tại Nga. Trước đó vào tháng 5, Google cũng bị phạt số tiền 3 triệu rúp vì các đoạn video trên YouTube phổ biến các nội dung bị cấm và bôi nhọ quân đội Nga.
trong bối cảnh các nước phương Tây trì hoãn gửi thêm viện trợ quân sự và không còn duy trì được một trong những lợi thế đối trọng với pháo binh Nga, quân đội Ukraine buộc phải cắt giảm các hoạt động quân sự để chuyển sang thế phòng thủ. Giới quan sát đánh giá, Ukraine sẽ rất khó giành chiến thắng trong một cuộc chiến tiêu hao sinh lực và ngay cả khi họ làm được điều này thì cái giá phải trả sẽ rất khủng khiếp. Reuters dẫn lời chuẩn tướng Oleksandr Tarnatsky, phó tư lệnh Bộ Chỉ huy Miền Đông của quân đội Ukraine cho biết, quân đội nước này không có đủ đạn dược, đặc biệt là đạn pháo hiện đại để tăng cường năng lực chiến đấu cho các đơn vị khi cuộc xung đột với Nga bước sang năm thứ hai. Tình trạng thiếu hụt đạn dược đang được cảm nhận trên toàn bộ chiến tuyến, ông Oleksandr Tarnatsky nêu rõ. Theo quan chức này, một số đơn vị Ukraine đang ở thế phòng thủ, trong khi các đơn vị khác đang cố gắng tiến về phía trước. Khi một mùa đông nữa đang đến và cuộc xung đột Nga-Ukraine sắp đánh dấu mốc 2 năm với triển vọng về nguồn cung cấp vũ khí và viện trợ kinh tế trong tương lai của phương Tây bị che mờ do những mâu thuẫn chính trị, Ukraine đang đối mặt với tình thế khó khăn hơn bao giờ hết. Tại Mỹ, phe Cộng hòa trong Quốc hội đến nay vẫn cố gắng ngăn chặn nỗ lực của Nhà Trắng nhằm đảm bảo khoản viện trợ bổ sung trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Đối với Ukraine, dù đã được một số bước tiến nhỏ trên chiến trường, nhưng cuộc phản công mà nước này phát động cách đây 6 tháng đã không đạt được mục tiêu phá vỡ cây cầu đất liền chạy qua miền nam Ukraine, kéo dài từ Donbass đến bán đảo Crimea. Thay vì đẩy lùi Nga trở lại biên giới, binh sĩ Ukraine phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt của cuộc chiến, chịu tổn thất lớn về nhân lực và vật lực. Đánh giá về cuộc phản công, chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, tướng Valery Zaluzhny cho biết sẽ không có bước đột phá nhanh chóng, cuộc chiến đã đi vào bế tắc. Phát ngôn của ông Zaluzhny đã làm dấy lên nhiều tranh cãi tại Ukraine, đồng thời làm gia tăng mối lo ngại của phương Tây trong nỗ lực tiếp tục viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine. Tổng thống Zelensky không đồng tình với quan điểm này và nói rằng cuộc chiến không có bế tắc, nhưng ông thừa nhận xung đột đã bước vào giai đoạn mới. Khi mùa đông đến, các binh sĩ Ukraine bắt đầu chuyển sang thế phòng thủ. Maxim, một binh sĩ 28 tuổi đồn trú tại Avdiivka cho biết, nếu Avdiivka thất thủ, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Nếu Ukraine để mất thị trấn này, thì điều đó sẽ giúp Tổng thống Putin có được chiến thắng biểu tượng trước cuộc bầu cử vào tháng 3 năm 2024 và tước đi một mắt xích phòng thủ quan trọng của Ukraine. Ngoài ra, kịch bản này cũng sẽ giúp những người phản đối viện trợ cho Ukraine tại Mỹ và châu Âu có cơ hội củng cố quan điểm của họ. Đó là lý do cuộc thảo luận về một chiến lược cho giai đoạn xung đột mới đang ngày càng được chú trọng tại Ukraine. Hôm 28 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Zelensky công bố kế hoạch nhanh chóng xây dựng mạng lưới công sự rộng khắp trên các tuyến phòng thủ chính ở Donbass cũng như ở các khu vực giáp biên giới với Nga và Belarus. Anton, một binh sĩ Ukraine cho biết, các đơn vị pháo binh nước này đang gồng mình đối phó với hỏa lực của Nga trong bối cảnh cơn khát đạn pháo đang lan rộng. Trong khi EU chưa chắc chắn về cam kết cung cấp 1 triệu viên đạn cho Ukraine đến mùa xuân tới, thì Nga được cho là đã tiếp nhận một lượng lớn đạn dược từ các quốc gia bên ngoài, đồng thời tăng cường sản xuất đạn dược trong nước. Mikita, binh sĩ vận hành máy bay không người lái cho biết, lợi thế của Ukraine trong việc sử dụng máy bay không người lái thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công nhằm nỗ lực tạo thế đối chặng với lợi thế về đạn pháo của Nga giờ đã không còn nữa. Theo binh sĩ này, Nga đã thay đổi chiến thuật, có nguồn cung cấp máy bay không người lái ổn định và phát triển các đơn vị tác chiến điện tử hiệu quả, biến chiến trường thành một ván cờ mà Ukraine hầu như không có hy vọng có thể chiếu tướng. Phương Tây vẫn chưa bàn giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, còn Nga tiếp tục chiếm ưu thế trên không tại tiền tuyến. Những quả bom dẫn đường chính xác cỡ lớn do máy bay Nga thả xuống
kết hợp với tên lửa và rocket đang dần san phẳng các cứ điểm của Ukraine ở miền đông. Miloka Bayleskov, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia, một tổ chức nghiên cứu liên kết với chính phủ Ukraine, đánh giá trọng tâm của vấn đề không nằm ở chiến lược mà nằm ở việc thiếu nguồn lực. Một cuộc tấn công theo kiểu cổ điển nằm ngoài khả năng của hai bên, nhưng rất nhiều chiến thuật mới có thể được áp dụng. Theo dữ liệu của Viện Kinh tế Thế giới KEO, lượng viện trợ mới mà phương Tây cam kết dành cho Ukraine rơi xuống mức thấp nhất từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay, giảm gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái. John Hope, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, cho rằng đây là thời điểm nguy hiểm đối với Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Nếu sự hỗ trợ của chúng tôi giảm mạnh hoặc biến mất, Ukraine có nguy cơ thua cuộc trong cuộc chiến này. Nhưng những vấn đề chính trị nội bộ của Mỹ ngày càng trở nên nóng hơn trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 11 năm tới. Ông Hub cho rằng khả năng Quốc hội Mỹ thông qua một gói viện trợ khác cho Ukraine là điều rất khó xảy ra. Ukraine có thể rất lo lắng và có lẽ chỉ dám sử dụng hạn chế thiết bị và vũ khí trong các trận chiến, ông Hub lưu ý. Điều may mắn cho Ukraine là đang vào mùa đông và không có nhiều hoạt động xảy ra trên chiến trường, nên việc tạm dừng viện trợ không gây thiệt hại nặng nề như thời điểm cách đây một năm. Chuyên gia quân sự Mark Kansian tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, Mỹ nhận định. Song nhà phân tích này cho rằng việc cắt giảm viện trợ sẽ khiến quân đội Ukraine gặp khó khăn khi thực hiện các cuộc tấn công cục bộ, chứ chưa nói đến các cuộc tấn công quy mô lớn. Ngay cả khi các gói viện trợ được thông qua, Ukraine vẫn có thể phải đối mặt với áp lực phải tìm kiếm một giải pháp thương lượng nếu nước này đạt được ít tiến bộ trong năm tới. Ông Kasian nhấn mạnh, sẽ rất khó cho Ukraine để giành được chiến thắng trong một cuộc chiến tiêu hao sinh lực. Ngay cả khi họ làm được điều này thì cái giá phải trả sẽ rất khủng khiếp. Nếu một năm nữa xung đột vẫn bế tắc, tôi cho rằng không chỉ riêng chính phủ Ukraine mà cả những nước ủng hộ cũng rất mệt mỏi. Thách thức mà Tổng thống Zelensky phải đối mặt là đưa ra lý thuyết về chiến thắng. Ông ấy không thể thuyết phục phương Tây vô thời hạn nếu không nói rõ quân đội Ukraine sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này như thế nào. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.